Ok, xin chào tất cả anh em nha, chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Vâng, như vậy là Garena đã cho ra mắt hai cái bộ trang phục vô cùng là hot luôn, vô cùng là đẹp luôn. Đây có thể nói là một cặp trai xinh nữ tú. Vãi cả trưởng văn thơ nó không hẳn hoi anh ơi. Rồi, đây là trang phục thông thỏa thích của ông già Noel. Và cái trang phục thứ hai đó chính là quà quái quỷ bà già Noel. Vâng, như vậy là clip này mình sẽ đập nhau với bà già Noel luôn anh em ạ. Thì em cổ vũ cho mình đi. Đấy, thì cái clip này mục đích là show hai cái skill của hai con này. Đó, xem con nào đẹp. Đấy. Thì nói thật là không biết là có ăn được Nata không. Chắc là ăn được anh em ạ. Nata làm sao mà ăn được cô má. Thì cái trang phục ông già Noel ra mắt trước bà già Noel nhé anh em. Ôi, nào chơi. Vô nào, múc nhau thôi. Đâu rồi, bà già đâu rồi? Bà già đau khổ của tôi đâu? Trời ơi, phải chăng đây là cặp tình nhân chăng? Garena ra hai cái trang bị trang phục vô cùng hot đấy. Đâu rồi, cái bà già Noel đâu rồi? Bà già của tôi đâu? Vai cả trưởng đâu rồi? Trời ơi, ngủ đông đâu mà không nên sớm. Ngủ ở đâu đấy không biết. Đâu rồi? Úi giời ơi, cái quả cầu màu tím đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp thì phải đập thôi. Đập thôi. Ấy, không biết làm sao. Làm sao mà em cứ đánh nưng tha nưng thững không biết. Trời ơi. Anh hack lag à? Ôi vãi cái trưởng, hack lag gì? Hack lag mà để bị khoán nick à? Trời ơi. Vãi trưởng. Hack lag gì? Em xem lại wifi hay là 3G của em chứ. Ấy, ủi giời đau thế. Thôi em ơi, trời ơi, chiến công đầu rồi. Như vậy là mạng đầu tiên cho bà già. Noel. Vai, đang mải nói chuyện mà ông ơi. À em ơi, cứ lộn. Trời ơi, như vậy là cái bà già Noel này mày đánh đá cá cày quá, mày ăn mình luôn một mạng rồi. Sợ vãi trưởng luôn. Ông già này chưa thích thể hiện thôi nha. Á, à, vợ chồng này, vợ chồng gì ở đây? Vợ à, ok, nhận bừa đi. Ấy, bình tĩnh ở. Ấy, làm gì mà căng. Đánh cái con này chỉ né được cái kỹ năng của Oma, à, của Nata là Twin ấy mà. Có gì đâu. Ôi mà đau thế, đau vách ca trưởng luôn. Đau về đánh làm sao. Một hai cái chiêu của Natania mà mình đã sắp gần chết rồi, đánh kiểu gì. Đánh làm sao được. Đây. À xịt luôn à, xịt luôn đi chơi luôn. À tốc biến gấp ý. Sao mà dám dừng lại được. Đứng lại con thằng cái bà già Noel kia. Đứng lại. Đấy. À được, đau đấy. Đau đấy, ulti luôn này. Đau đấy nhưng mà vẫn phải nằm bảng thôi, lên bảng thôi. Rồi đề nghị em về cúi mặt xuống gối suy nghĩ lại những hành động mà đã gây ra. Ok. Trời ơi, vợ đánh chồng à. Vãi cả trưởng, làm đơn luôn. Đơn luôn, ok, làm đơn luôn. Không thiết tha gì với quà này nữa. Đánh chồng. Ôi nhận bừa tứ lừa thì vãi cả trưởng này. Bạo lực. Thôi tôi lại. Bạo lực gì đâu. Vãi cả trưởng luôn. Làm sao? Vào đây. Ra đây, não đấm bóp cho. Cái bà già kia, ra đây, não đấm bóp cho. Ra đây, làm gì mà căng thế? Ra đây nào. À, đau đấy. Ra đây, trời ơi. Cái tầm giờ thì bà có mà ăn bằng lồi.
ăn bằng nồi. Vào nồi đi bà ơi. Vào đi, cái mâm cái mâm tôi để kia kìa, vào đợi vào. Cái lồng bàn cái kia. Như vậy là cái lồng bàn và cái mâm úp nhau. Vâng. Như vậy là cái lồng bàn đã chạy. Vâng. Như vậy là cái mâm ăn được cái lồng bàn rồi. Rồi, ok. Rồi, có mà chạy đằng đảo, nên đảo. Trâu quá, ô mà trâu quá. Mé mé. Úi vợ. Đấy, bài tự nhận nha, mình có nhận đâu, tự nhận. Ok, mình sẽ biến về cái đã rồi, mình nên chiếu em. Cái gì vai? Ôi, cái vai cả trưởng kìa, sao chữ vai nó to thế? Sao nó to bằng cái màn hình rồi? Ôi, sao vãi to thế nhở? Anh em biết làm cái này không, chỉ mình với. Cái chữ vãi to thật, to vãi cả trưởng luôn. Ôi, vãi cả cười hi hi kìa. Chữ hi to thế. À, làm sao chạy đâu ulti luôn này. Ui giời, có mà xịt mũi ấy. Thuốc xịt mũi à em? Thuốc xịt mũi à? Hỏi thật em này, em dùng tí thuốc xịt mũi hay thuốc xịt ở côn trùng đây? Hay thuốc xịt chuột? Chuột thì thôi không chết được đâu. Mũi không chết được chứ, phải thuốc xịt người. Em xịt vào đây thì anh chơi. Xịt vào đây thì mới dùng. Thì mình ngất được. Chứ xịt mũi làm sao mà ngất được. Trời ơi cái bà. Được lắm. Không ni hôn mấy lần. Vãi cả trưởng luôn. đánh nhau á. Đánh nhau làm sao mà đánh được. Tốt nhất là về ôm cối hối lỗi đi. Nghĩ lại những cái hành động mà bạn đã làm đi. Làm sao mà ăn được. Cái gì ulti, ulti xịt mũi à? Xịt mũi xịt chuột. Hỏi thật là xịt mũi xịt chuột. Xịt người may ra còn chết được, cứ xịt mũi xịt chuột làm sao mà xịt được. Ok bà đạo anh em ạ. Nên một cái món gì nhỉ nhau? Món đây, view yoga nữa. Thôi em đứng hình luôn. Gọi là đứng hình luôn đấy. Gọi là đứng cho ông già Noel làm gì thì làm đấy. Gọi là bất lực. Trời ơi, ăn hiếp quá. Ăn hiếp bà Nata này quá cơ. Ơ, làm sao? Đây, đứng đây đợi em. Lên đây, lên đây. Cái bà già kia lên đây. Đây, món cuối lên cái phù chú nha. Phù chú trường sinh. Choáng chuẩn đấy. Chuẩn nhưng mà không ăn thua. Cái tầm này tôi băng trụ rồi. Ấy, đau đấy. Đau đấy. Đau thế nhỉ. Nào, ra đây ăn mạng nào. Ra đây. Ra đây cho ăn mạng này. Nào. Nào ra đây. Trời ơi cái bà này. Ra đây. Ôi thôi thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Tôi chạy. Ừ không. Chơi luôn này. Chơi luôn. Ulti bộc phá. Đó các kiểu luôn. Truyền thuyết luôn. Các kiểu con đà điểu luôn. Làm sao mà xịt được. Đã bảo rồi về thay vòi đi. Xịt kiểu đậy là xịt làm sao được. Ok. Thôi đi về đã. Đi về đã rồi nên trêu tiếp. Trêu vậy là quá đủ rồi. Chẳng nhẽ bạn đi nên mẹ cái giáp hộ mệnh đi. Lên luôn cái giáp hộ mệnh nên chôn. Chôn cho nó thích. Đập á tốc nhanh thế.
làm gì mà chạy nhanh thế? Trời ơi, chạy gì mà chạy nhanh thế? Chạy đi đâu? Có mà chạy lên đảo? Chạy đâu được? Úi giời, chạy này, chạy này, chạy này. Để Nghiêm đứng lại còn tha cho. Chạy à? Thôi em GG rồi. Thôi đứng, đứng, đánh tiếp đi. GG làm gì? GG làm gì? Nằm đơn. Thôi. Thôi nhá. Bớt đi. Đơn điếc gì? Ấy đau thế. Ok mình sẽ chôn này. Đấy. Chôn chị Nata này. Đấy. Ôi thôi. Lách thôi, chạy thôi, lách. Gọi là đánh võng đây. Vừa đi vừa đánh võng đây. Đấy, đánh võng. Ấy, ui giời ơi. Đánh võng. Ấy. Những pha thoát tim mình em ơi. Đánh võng tiếp. Ôi thôi. Thôi, đánh võng thôi. Úi giời, có xịt rồi à? Xịt nhanh thế, trời ơi, chết rồi. May sao có cái giáp thiên giáp hộ mệnh. Thôi nhá, bảo thôi là thôi. Ok, bán mẹ cái này đi. Lên hẳn cái phù chú trường sinh cho nó trâu chó. Đây, mình sẽ đánh nhắm một mạng nữa rồi mình đầu hàng cho em thích. Cho cái bà già Noel này bảy thích anh em ạ. Thôi nha. Tốt nhất là ở nhà đi. Để mình đưa quà cho các bạn nhỏ. Để ông già đưa quà cho các bạn nhỏ. Đi làm cái gì? Xinh như thế này mà đi đưa quà thì có mà vỡ mồm à. À, tốc biến nhanh thế. Thần thánh rồi, bất lực rồi. Như vậy là bà già Noel bất lực anh em ạ. Vãi cả trưởng luôn. GG nha. Rồi GG cho em vui. Ok mình đầu hàng. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn em đã xem clip của mình. Nếu hay thì nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha. Đó, như vậy là hai bộ skin vô cùng đẹp. Ok, giờ thì tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Bye bye.